vỗ tay nó thật là lớn. Sau đây tôi xin mời Ngọc Thủy, Ngọc Ban đã gần đến Ngọc Thủy lên lên sân khấu hát bài cho quý vị, cho quý vị quý lễ. Yêu cầu cuối cùng của cô dâu và chú rể nhé. Cô dâu và chú rể muốn chụp một cái hình lưu niệm của quý vị nhé. Thì sau trong giây phút này, Kenny xin mời quý vị chúng ta đi lên sân khấu để chúng ta chụp một cái hình lưu niệm với cô dâu và chú rể. Ladies and gentlemen, the bride and groom had appreciated.